phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm vui chơi quen thuộc của người dân thủ đô những ngày cuối tuần. Cũng từ nơi này, người ta chứng kiến những hành động xấu xí của những cá nhân vô ý thức như dưới đây. Những bức ảnh chụp người dân, cả già trẻ, trai gái thẳng nhiên ngồi chơi, dẫm chân lên những chậu cây xung quanh đài phun nước. Họ ngồi tán gẫu, gọi điện thoại nhưng không mảy may ý thức về nơi mình ngồi. Nhiều chậu cây bị những đôi chân hư phá hoại không thương tiếc. Mình không có ý bôi bác, nhưng không hiểu những con người ngồi đây đang nghĩ gì nữa. Dù hoa dập liễu quá, nói vô thức hay vô văn quá đây à, người chụp ảnh bày tỏ bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng này. Dân mạng có cùng suy nghĩ với người chụp ảnh. Thương cho mấy chậu hoa, trước khi ngồi họ phải nhìn đã chứ, cứ lao lên cái chỗ đặt mông thế à. Người lớn làm sao thì trẻ con bắt chước vậy. Thật khó coi, thành viên sung mạnh viết. Nói ý thức kém lại tự ái. Nhiều người thấy đồ của chung là tự động coi thường, tâm lý là đồ chùa cứ phá, đồ mình mới giữ. Thử là mấy chậu cây nhà họ xem, ai dẫm vào là la hét ngay, một dân mạng khác bình luận.